Good morning tất cả mọi người. Hôm nay ông già đi chăn ngựa. Ông già đang lừa ngựa từ thành phố Đà Lạt về làng Biển. Xem ra con ngựa quen lối cũ. Nhưng mà con ngựa có vẻ tham gia giao thông rất là chật tự theo lối cũ của mình, hơn hẳn cả đồ con người. Vậy mà con người cứ chửi con ngựa là đồ con ngựa, đâu có được.